xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Như các bác cũng biết rồi thì hợp tác xã Gia Phúc Sen là đơn vị chuyên rèn các sản phẩm dao bếp này, rèn thủ công các sản phẩm dao bếp, dao đi rừng và nông cụ. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình một bộ dao bếp. Bộ dao hôm nay em giới thiệu tới cả nhà mình thì sẽ có đầy đủ chức năng từ dao chặt xương này, dao chặt gà vịt, dao thái và dao lọc mọi người nhé. Bộ này thì rất là đẹp, sẽ là bản cán gỗ mun này, chốt và khâu từ inox và có dập hoa văn một mặt, còn một mặt là trơn. Đối với cái việc dập hoa văn ở trên lưỡi dao như thế này, thứ nhất là tạo cái độ đẹp cho con dao của mình, và thứ hai cũng sẽ hạn chế việc bám dính thức ăn ở trên dao tốt hơn. Hôm nay em đang có 4 mẫu như thế này, các bác có thể lấy lẻ hoặc là mình lấy theo bộ như thế này thì em đang có giá rất là ưu đãi cho cả nhà mình. Thì em sẽ lên từng mẫu để mà các bác có thể xem và lựa chọn cho mình cái con dao mình ưng ý nhất nha mọi người ơi. Đầu tiên em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình mẫu dao chặt xương nhé. Mẫu dao chặt xương, con này sẽ có mã là D605M và đang có giá niêm yết nhà em là 379.000. Bản này thì sẽ có hoa văn một mặt rất là tỉ mỉ như thế này, các bác có thể nhìn kỹ giúp em. Đấy, rất là sáng bóng, cán sẽ là cán gỗ mun, chốt và khâu inox. Cái này thì sẽ có hai chốt, bởi vì là bản dao chặt của nhà em thì bình thường cũng sẽ có hai chốt như thế này các bác nha. Con này sẽ là gỗ mun nhưng mà mun sọc, thế nên là sẽ có ánh nâu như thế này một chút này, từng sọc 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 như thế này qua cái phần cán dao các bác nha. Một mặt thì sẽ hoàn toàn trơn như thế này ạ. Ở trên mặt trơn của em thì sẽ có dập chìm chữ HT Gia Phúc Sen và có tem chống hàng giả như thế này cho các bác. Con này thì chiều dài của lưỡi dao sẽ rơi vào khoảng độ tầm 22 cm, 22 đến 23 cm, rộng khoảng 9,5 đến 10 cm và dày 5 ly các bác nhé. Dày 5 ly. Bản này nó sẽ nặng vào khoảng tầm 8 lạng cho đến 9 lạng, 800g đến 900g. Con này chuyên sử dụng để các bác chặt xương to, ví dụ như là mọi người sử dụng chặt xương ống, xương chân giò, xương thủ thoải mái cho em. Nhiều bác sẽ hỏi là cái bản này em ơi, thì cái bản này có chặt được gà vịt không? Thì em cũng chia sẻ thật sự với mọi người là bản này vẫn chặt được gà vịt các bác nhé, vẫn có thể chặt được gà vịt. Tuy nhiên là khi mình sử dụng chặt gà vịt nó sẽ không được ngọt thịt như là bản chuyên chặt gà, bởi vì cái phần lưỡi nó sẽ tù hơn và dày hơn. Thế nên là nếu mà các bác không quen tay hoặc là mình không phải đầu bếp, khi mà mình sử dụng bản này chặt gà vịt thì thịt gà hoặc là vịt nó sẽ dễ bị nát và vết cắt không được đẹp thôi. Còn các bác sử dụng thì vẫn có thể chặt được. Chỉ có dao chặt gà các bác không thể sử dụng để chặt xương, nhưng mà dao chặt xương các bác sử dụng chặt gà vịt thoải mái cho em. Chỉ là vết cắt nó không được đẹp, hoặc bởi vì là cái bản dao mình chuyên sản xuất để mà nó làm chức năng gì thì mình có thể dùng đúng chức năng đấy thì nó sẽ là ok nhất mọi người ạ. Đây, 379.000 con này mọi người nhé, 379.000. Nếu mà các bác mua lẻ em miễn phí ship cho cả nhà mình ạ. Lưỡi dao đập rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô, cán dao gỗ cầm gỗ mun. Con này là gỗ mun nha mọi người ơi, sẽ có dập hoa văn một mặt như thế này. Bản dập hoa văn một mặt như thế này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, con này chuyên là chặt xương to, mã là D605M nha mọi người ơi. Thứ hai nữa, em sẽ lên tiếp với mọi người một cái mẫu dao chuyên chặt gà vịt nha mọi người ơi. Em sẽ lên cho cả nhà một cái mẫu dao chuyên chặt gà vịt. Bình thường thì em sẽ lên với mọi người những cái mẫu dao chuyên chặt gà vịt bản nó vuông truyền thống này hoặc là hơi vát một chút. Nhưng mà bản hôm nay em sẽ lên với mọi người nó sẽ mới lạ hơn một chút. Bản này là mẫu dao pha luông. Em thấy có nhiều bác thích cái bản này này, thì em sẽ lên bản này trong bộ dao hôm nay để mà các bác cùng ngắm xem là khi mà mình đặt con này vào cùng một bộ thì nhìn nó có đẹp không, nhìn như thế nào. Xem là các bác có ưng thì mình chốt luôn giúp em mọi người ạ. Thế thì nó sẽ dễ dàng để mà các bác chọn hơn. Nhiều khi các bác thích cây này nhưng mà các bác lại không biết là khi mà đặt cùng vào một bộ thì nhìn nó có đẹp không. Thì em sẽ lên một bộ có con dao pha luông như thế này để mà các bác lựa chọn luôn. Bản này thì mã là DPLM và đang có giá là 349.000. Em đang có ưu đãi trong tháng 10. Các bác mua bản này ở trong video em giảm cho mọi người còn 329.000 miễn phí ship. Đó, con này một mặt cũng sẽ dập hoa văn rất là tỉ mỉ này. Dập hoa văn rất là tỉ mỉ và cán cũng sẽ là cán gỗ cầm chỉ này. À, cán gỗ mun, xin lỗi mọi người. Cán này sẽ là cán gỗ mun này, nhưng mà sẽ có sọc một chút, phân sọc và ánh đỏ. Bản này sẽ là ánh đỏ, ánh nâu một chút mọi người nhé. Một mặt hoàn toàn trơn, trên mặt trơn có dập chữ HT Gia Phúc Sen, có tem chống giả. Đây, các bác có thể nhìn thấy bản dao pha luông thì cái phần lưỡi dao nó sẽ cong cong như thế này. Bản này thì phần lưỡi dao sẽ dài khoảng 20 cm và rộng vào khoảng tầm 8 cm các bác nhé. Rộng khoảng 8 cm, dày 3 ly này. Dày 3 ly cho cả nhà mình luôn. Nặng vào khoảng tầm 5 lạng. Bản này chỉ nặng vào khoảng tầm 5 lạng thôi. Cả nhà có thể sử dụng 500g. Cả nhà có thể sử dụng mẫu này để chặt gà vịt giúp em này. Chặt gà vịt hoặc là mọi người có thể sử dụng để thái thịt cá rau củ thoải mái cho em cũng được, bởi vì con này nếu mà các bác sử dụng trong gia đình thì rất là vừa tay. Em thấy nếu mà các chị mình sử dụng thì sẽ vừa hơn. Anh con trai nhiều khi các bác sẽ thích là
con dao nó đầm tay hơn, nó nặng hơn một chút, nhưng mà nếu mà các chị thì sẽ cái bản khoảng 5 lạng như thế này là quá ok để mà mình sử dụng ở trong gia đình, chặt gà vịt là thoải mái. Hoặc là mọi người sử dụng thái cũng được, con này đa chức năng. Và ngoài ra này, các bác có thể nhìn thấy cái phần lưỡi dao nó sẽ có cái độ uốn cong và nhọn như thế này, thì khi mà mọi người chặt gà vịt các bác sử dụng để lọc luôn cho em cũng được. Nó sẽ lọc nhẹ được luôn nha mọi người, lọc nhẹ được luôn ạ, rất là đa năng. Bản này em thấy nhiều bác thích, bởi vì thực sự là nó cũng rất là đẹp và nhìn nó khá là mới lạ, nhỏ gọn nữa mọi người ạ. Một mẫu dao chặt gà vịt nhưng mà con này nó không quá là to đâu, mọi người sử dụng trong gia đình thoải mái cho em nhé. Các bác dùng nhà hàng vẫn được, đối với những cái dòng dao thép nhíp này các bác dùng nhà hàng vẫn thoải mái cho em luôn ạ. Bởi vì nếu mà dòng thép trắng không gỉ thì bình thường em sẽ khuyên mọi người là dùng gia đình thôi, nhưng mà đối với dòng thép nhíp này mọi người dùng nhà hàng vẫn thoải mái, nó vẫn sẽ giữ được cái độ sắc bén và độ bền, thế nên là mọi người yên tâm. Tiếp theo trong bộ này, con dao thứ ba em giới thiệu tới cả nhà mình là một cái mẫu dao thái. Bản dao thái này cũng khá quen thuộc rồi, hôm nay em lên cho mọi người trong bộ này cũng rất là hợp và đẹp mọi người ạ. Bản này thì đang có mã là N09ATM, đang có giá niêm yết là 309.000. Các bác mua trên video của em ngày hôm nay em giảm cho mọi người còn 290.000 miễn phí ship đó. Nếu mà các bác ưa thích những cái mẫu dao thái mà lưỡi nó khá là mỏng thì mọi người có thể chọn giúp em cái bản N09ATM, con này thì lưỡi nó khá là mỏng. Bản lưỡi này sẽ hơi có độ cong nhẹ một chút chứ không hẳn là vuông mọi người nhé. Một bên sẽ có dập hoa văn tỉ mỉ như thế này. Ở trên lưỡi dao có đục lỗ cho các bác này. Dùng xong mọi người rửa sạch, lau khô và mọi người treo lên cho em là được rồi. Con này cán cũng sẽ là cán gỗ mun, chốt vào khâu inox. Bản này một mặt sẽ là hoàn toàn trơn các bác nha. Một mặt trơn như thế này. Có dập chữ HT ra khúc sen. Dập chữ HT ra khúc sen, có tem chống giả cho mọi người. Con này thì cái phần lưỡi dao sẽ dài độ vào khoảng tầm 20cm. Và rộng vào khoảng tầm 8, con này sẽ rơi vào khoảng 7,5-8cm, dày 1,5 ly các bác nhé. Dày 1,5 ly nhưng cái bản em đang cầm trên tay này nó sẽ chỉ dày vào khoảng tầm 1,3 ly thôi. Con này sử dụng khá là mỏng nhẹ và nhỏ gọn, nó chỉ nặng vào khoảng tầm độ 3 lạng thôi mọi người ạ. Các bác có thể sử dụng để thái thịt cá, rau củ hoặc là mọi người bổ hoa quả cho em, bản này khá là ok nhé. Đó, 309.000 em giảm trên video cho cả nhà mình còn 290.000 miễn phí ship các bác nhé. Bản này rất là đẹp và mọi người ưa thích sử dụng rất là nhiều. Nếu mà các bác tìm một cái mẫu dao thái mà sử dụng trong gia đình bản vừa, nó không quá to hoặc là nó cũng không bị nhỏ quá, thì mọi người có thể chọn bản này cho em. Thứ nhất là đẹp và thứ hai là mình sử dụng cũng rất là ổn áp, ok. Cuối cùng trong cái bộ dao hôm nay em giới thiệu tới cả nhà mình thì sẽ có một con dao lọc. Một con dao lọc, con này thì đang có mã là G17ATM. Bản này thì đang có giá là 279.000 các bác nhé, 279.000 miễn phí ship này. Cán con này cũng sẽ là cán gỗ mun như thế này cho cả nhà mình luôn, nhưng con này nó sẽ là kiểu sọc ánh xanh các bác ạ, sọc ánh xanh. Chốt vào khâu sẽ là inox, bản này có một mặt dập hoa văn và một mặt trơn. Đây, một mặt trơn. Bao giờ ở trên mặt trơn của lưỡi dao nhà em thì đều sẽ có dập chím chữ HT ra phúc sen và có tem chống giả. Nhiều khi cái bộ hoa văn này em hay chụp cái phần hoa văn, thế nên là các bác lại không nhìn được cái phần là dập chữ HT ra phúc sen. Thì mọi người có thể yên tâm là em sẽ dập ở mặt còn lại. Nếu mà các bác đang cầm tay như em như thế này, khi mà các bác đang cầm thì cái phần dập chữ bao giờ nó cũng sẽ hướng về bên phía tay trái của mọi người, nếu mà mình cầm thẳng về đằng trước nha các bác. Đây, em sẽ quay cả hai mặt cho các bác cùng nhìn. Đây là một cái mẫu dao lọc bán rất là chạy của nhà em, bởi vì là ngoài việc các bác sử dụng để lọc thịt, lọc cá thì mọi người vẫn có thể sử dụng cho em để mà mình thái thịt cá, rau củ cũng được. Các bác bổ hoa quả bản này cũng rất là ok. Con này lưỡi dao sẽ dài khoảng 20cm, rộng vào khoảng độ 5cm các bác nhé, 5-5.5cm và dày 1,5 ly này. Nhỏ gọn, bản này thì nặng vào khoảng gần 3 lạng, 2 lạng rưỡi, khoảng 2 lạng rưỡi thôi, 279.000 miễn phí ship. Hôm nay em giới thiệu tới mọi người thì là một bộ dao có đầy đủ chức năng, từ chặt xương, chặt gà vịt, dao thái và dao lọc luôn. Một bộ như thế này, một bộ 4 món như thế này nhà em đang có giá niêm yết là 1.316.000. Các bác mua trên video hôm nay em sẽ có ưu đãi, em giảm cho mọi người bộ này còn 1.140.000 miễn phí ship mọi người nhé. 1.140.000 miễn phí ship em áp dụng cho cả nhà mình, bộ này ưu đãi giảm sẽ trong tháng 10. Bác nào ưng thì mình có thể để lại comment ở dưới video giúp em, hoặc là nhắn tin gọi điện vào số điện thoại 0987 240 733. Các bác có thể mua mẫu lẻ cũng được, nhưng mà mình mua cả một bộ như thế này thì đầy đủ chức năng mình sử dụng, ngoài ra là cũng sẽ có được giá ưu đãi hơn cho mọi người. Bác nào mà ưng thì mình có thể nhắn tin gọi điện cho em nhé. Hôm nay cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi video của em. Các bác nhớ ấn like này, ấn theo dõi và bật thông báo kênh của nhà em để mà mình có thể theo dõi được những cái video mới nhất cũng như là chương trình ưu đãi của nhà em các bác nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye cả nhà.